hành trang mang theo trong đời sống bài của linh một Đa minh nguyễn ngọc long mỗi khi đi đâu xa như trong lúc này đi nghỉ hè đi hành hương hay đi du lịch thẩm quan thắng cảnh ai cũng thường sửa soạn hành trang đồ dùng cá nhân cần thiết xếp gói vào vali mang theo điều này nói lên sự lo lắng xếp đặt sao cho đời sống được xuôi chảy tốt đẹp nhất là cha mẹ lo cho con cái nhưng nhiều khi chắc ai cũng đã có kinh nghiệm mang nhiều hành trang đồ dùng quá phải mang sách vali nặng kéo lê chỉ thêm mệt vì mang theo cả những hành trang đồ dùng ưa thích tưởng là sẽ cần dùng tới cùng cả đồ không cần dùng nữa tới nữa mang nhiều hành trang cần thiết cùng cả hành trang ham thích và không cần dùng. Nhưng có một hành trang thường hay quên, ít được chú ý tới, mục đích của nghỉ hè, mục đích của hành hương mà loại thứ hành trang này gọn nhẹ, cùng cần thiết nhất. Còn trong đời sống, hành trang gì cần phải mang theo? Hành trang Chúa Giêsu nhắn bảo Chúa Giêsu sai các tông đồ đi đến với con người, mang lời Chúa đến cho họ. Ngài nhắn nhủ họ rất khác lạ. Chúa gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. Người chỉ thể cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bị, tiền giấc lưng được đi dép nhưng không được mặc hai áo. Mắt cô chương 6, câu 7 đến câu 13. Phải chăng điều nhấn nhủ này không là điều khác biệt lạ thường? Vào thời buổi ngày hôm nay, cha mẹ hay người nào đó có trách nhiệm khi sai ai đi đến đâu sẽ nhắn bảo con cháu. Người được xa đi cần phải mang theo những gì? Tại sao Chúa Giêsu lại bảo các tông đồ đi đến với con người nhưng không được mang theo cái gì gây vướng trở? Kể cả thức ăn, nước uống, quần áo, đồ dùng. Trong trường hợp gặp lúc đói khác thì xoay trở thế nào đây? Tại sao Chúa Giêsu lại nhắn bảo như vậy? Không bị vướng trở. Ai đã có kinh nghiệm khi đi xa bằng xe lửa Lúc xuống bến trạm phải lôi kéo hành lý túi sách cồng kềnh nặng Rồi còn phải đi đường xa nữa Lúc đó thấm mệt Vì mang kéo đồ vừa nặng vừa nhiều Nên không đi nhanh được Chỉ đi từng quãng rồi lại dừng Nghỉ lấy sức Rồi là còn phải chú ý không biết có còn quên để lại trên xe hay không Hay dọc đường bị vướng vào cục đá bật cồ ghề làm rách pha ly chưa hết những khi phải đổi xe lửa ở trạm dọc đường Lúc đó, những gói túi vali cồng kềnh là một gánh nặng phải khuân kéo sang bến trạm chỗ khác Và lúc đó thầm nghĩ Phải chi mình mang theo ít đồ có phải nhẹ tiện hơn không? Như thế, cuộc nghỉ hè du lịch sẽ vui, có ý nghĩa tốt biết mấy Và suy nghĩ đồ đạc đâu quan trọng bằng mục đích của nghỉ hè của du lịch tham quan thắng cảnh sống rộng lên trong tâm trí càng rõ nét hơn với chúa giêsu cũng thế nên khi sai các tông đồ ngài nhắn bảo các ông mang theo điều quan trọng thôi mang lời chúa đến cho con người các tông đồ mang đến cho con người lời chúa họ kể thuật gì về lời chúa cho con người công trình sáng tạo trong thiên nhiên là ngôi nhà do thiên chúa sáng tạo dựng nên cùng gìn giữ cho luôn xanh tốt đổi mới sự sống mỗi con người khả năng thể xác cũng như tâm trí tinh thần là ân phúc của thiên chúa trao tặng con người chúa giêsu là con thiên chúa từ trời cao xuống thế làm người mang ơn cứu độ phần rỗi linh hồn cho con người bị vướng vào vòng tội lỗi mà loài người hằng mong chờ. Chúa Giêsu đến khuyên bảo con người sống theo giới răng tình yêu thương, mến yêu Thiên Chúa và yêu mến kính trọng con người. Đức Thiên Chúa là nước tình yêu thương, tha thứ, làm hòa. Con đường hy sinh trong đời sống không chỉ là số phận của con người, nhưng là giá trị giúp xây dựng đời sống. Lửa thử vàng, gian nan thử đức, hiệu quả mang lại cho đời sống. Không phải những túi xách vali đồ đạc cồng kềnh nặng nề quan trọng cho cuộc nghỉ hè, cuộc du lịch tham quan thắng cảnh, nhưng chính cuộc nghỉ hè, cuộc du lịch. Trong nghỉ hè đi du lịch, ai cũng muốn nghỉ ngơi, muốn nhìn xem thưởng ngoạn cảnh thiên nhiên, cảnh sinh hoạt, nếp sống văn hóa của con người nơi vùng đó và cũng muốn có thời giờ để cùng bạn bè hai người quen thân đi dạo, nói chuyện, cùng lòng quen với những người lạ gặp gỡ dọc đường. Để thực hiện những điều đó, chỉ cần mang theo loại hành trang nhỏ gọn. Đến đất nước ngôn ngữ xứ lạ, cuốn từ điển nào cũng không giúp gì bao nhiêu, nếu quen không biết nói làm sao, chân tay, đôi con mắt những ngón tay giúp phần nào ra dấu hiệu diễn tả điều ta mong muốn nói gì nụ cười thân thiện là tiếng nói mang lại niềm vui cùng là tín hiệu cho người khác nhận ra điều gì đang mong cần giúp đỡ hành trang quan trọng trong cuộc sống con người cần mang theo và có thể trao cho người khác được là tình yêu thương thứ loại hành trang này vừa gọn nhẹ vừa cần thiết ở trong trái tim tâm hồn mỗi người bài của linh mục đam minh nguyễn ngọc long